Những cơn gió mùa đông kèm theo một chút se lạnh đã về, báo hiệu một mùa Giáng sinh nữa lại đến với mọi người. Khắp nơi nơi, những bản nhạc thánh ca bất hủ về mùa Giáng sinh vang lên, làm cho không khí của đất trời thêm náo nhiệt và rộn rã, đem lại hơi ấm, xua tan đi cái lạnh của tiết trời mùa đông. Nhà nhà giăng đèn kết hoa, người người mừng vui rạng rỡ. Hòa trong niềm vui lớn ấy, mỗi người sẽ có những cảm xúc Giáng sinh rất khác nhau. Những ai xa nhà sẽ mơ về mái ấm với bố mẹ, người thân. Những tâm hồn cô đơn sẽ tìm kiếm một mùa Noel hạnh phúc trong bàn tay ấm, hay đơn giản chỉ là một lời chúc an lành. Theo truyền thuyết xưa, ông già Noel thường cưỡi xe tuần lộc lên trời. Đến nhà có cây thông Giáng sinh và leo qua ống khói để đem những món quà cho các em nhỏ đang ngủ, và thường để quà trong những chiếc bích tất. Lễ Giáng sinh ở Việt Nam là một dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhộn nhịp. Trong đêm Giáng sinh, những đôi tình nhân âu yếm tặng quà cho nhau, trẻ em háo hức chờ sự xuất hiện của ông già Noel. Gia đình bè bạn rủ nhau hội hè, yến tiệc, hát karaoke. Và đặc biệt là những người Công giáo thì chuẩn bị tham dự thánh lễ tại thánh đường giáo xứ hoặc giáo họ của mình. Các tòa nhà được trang hoàng đèn màu rực rỡ, lung linh tiếng cười nói rộn ràng của các bạn trẻ đã mang không khí Giáng sinh về ngập tràn trên các con phố Sài Gòn. Giáng sinh càng gần kề, phố xá càng trở nên nhộn nhịp, cũng như dòng sông hoa chảy theo nhiều ngã. Ai cũng đặt niềm tin vào một điều kỳ diệu, bí ẩn của sự sống để hướng thiện và bình yên trong tâm hồn. Sự chuyển động của phố phường dưới mọi sắc thái, màu sắc chẳng những làm lòng người sống sang, mà còn ru ngủ biết bao nỗi nhớ nhà những ngày cuối năm. Từ trẻ em, các cặp tình nhân cho tới người có tuổi, ai cũng tỏ ra thích thú với không gian Noel hiện đại, ấm áp tại đây. Đường phố khu vực trung tâm thành phố Sài Gòn thời điểm này được bài trí rất đẹp mắt, với đèn, hoa và ánh sáng. Các khu thương mại, khu mua sắm đều rực rỡ hơn với màu đỏ của những chiếc áo ông già Noel, màu trắng, màu xanh của cây thông, màu vàng của những chiếc chuông, quả cầu. Noel lại về. Khắp nơi, các sứ đạo hân hoan tưng bừng chuẩn bị đón mừng ngày Chúa Giáng thế. Lễ Giáng sinh còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, Noel hay Christmas, là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra đời. Ngày lễ được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12, nhưng thường được mừng từ tối ngày 24 tháng 12, bởi theo lịch Do Thái. Tính từ thời điểm bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn, chứ không phải nửa đêm. Lễ chính thức ngày 25 tháng 12 được gọi là lễ chính ngày, còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là lễ vọng và thường thu hút rất nhiều người tham dự.